Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người đã quay lại kênh NVNB mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình lên đơn sau bao ngày không lên video nha. Đó thì đây dòng tím màu sắc đã có lại số lượng nha. Đó, dòng tím màu sắc thì mình đang bán với giá là 50k một cặp nha. Đó, hiện nay mình đang lên. Đó, lên cũng cuối năm nha anh em. Đó, dòng tím màu sắc 50k một cặp. Đó thì size này size cũng 2 tháng rưỡi nha các bạn. Đó, trống thì nó đang lên full latium. Đó, nhìn rất đẹp nha. Đó, bán đuôi đó thì anh em mua về làm giống rất ok luôn. Đó, lên màu tím nha. Đó thì cái tỷ lệ mà con tím màu sắc hay ra thì nói chung nhiễm thì nó cũng có nhiễm nha, nên mình lựa ra những con mà màu sắc chuẩn để cho anh em về làm giống nha anh em. Đó, lên màu tím rất đùa, rất đẹp luôn. Cái dòng tím tia thì nó không được đẹp như cái dòng tím màu sắc này, mà điều cái tỷ lệ nhiễm của dòng tím tia thì nó ít hơn con dòng tím màu sắc nha. Đó, nó lên màu trắng lên tôm rất đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái dòng tiếp theo cho anh em xem nha. Đó, đây là những dòng cá mình lên giống cho anh em. Đó thì đây, lúc anh em mua thì mình sẽ tặng cho anh em một hai con rồng tím nhiễm về cho anh em chơi nha. Đó, rồng tím nhiễm thì cái đuôi nó sẽ đỏ nha, mình sẽ lựa bỏ riêng ra. Đó, đuôi giống như đuôi lửa nha các bạn. Đuôi lửa nhìn rất đẹp luôn. Rồi đây là dòng tiếp theo, dòng Dumbo. Đó, Dumbo bộ này bộ hắc mun nha, Dumbo hắc mun. Đó, mình đang bán với giá 50k một cặp nha anh em. Đó, size này con rất là to luôn, size 2 tháng nha. Size 2 tháng. Đó, nên tay bơi nó cũng chưa được to mấy nha. Bộ đuôi hắc mun BDS nha anh em. Đó, thích hợp cho anh em về làm giống. Rất ok luôn. À, tay bơi màu sắc chuẩn nha anh em. Cái này mà để lên tầm có 3 tháng thì bộ tay bơi nó rất đẹp luôn. Bộ giống này được trước nó lên mình có quay cho bạn xem, tay bơi rất là to nha các bạn. Đuôi chữ D luôn, chữ D mà Sipley. Rất đẹp luôn. Size 2 tháng bây giờ hiện tại size này size 2 tháng. Nó còn rất tơ luôn. Mình bán với giá 50k cặp nha, tay bơi. Mình sẽ vớt con mái cho các bạn xem. Đó, con mái thì bên mình size rất là cối nha. Size rất là ok luôn. Máy mua bộ đuôi hắc mun nha anh em. Đó, anh em về làm giống rồi chuẩn giống luôn. Rồi thì mình cũng lên full red BDS. Đó, lên tầm cỡ chục cặp thôi anh em, cũng có nhiều nha. Đó, bộ full red BDS thì mình cũng lên không có nhiều. Và đang bán giá với là 50k cặp nha. Đó, bộ này cũng gần size hơn 2 tháng thôi, chưa tới 2 tháng rưỡi nha. Còn nó to luôn. Đó, máy này. Đó, bộ vây của máy ở trên BDS nhìn rất đẹp nha. Đó, nó đỏ luôn, size mới 2 tháng thôi mà bộ quay nó lên đỏ rất đẹp luôn. Anh em size để tới dưỡng tới 3 tháng thì bộ quay đủ nhìn rất đẹp nha. Đó, rất là đẹp. Đó, bên này cũng size tơ đang bị lên này. Rồi thì mình bên mình có cái bộ mà Dumbo lịch bông nha. Dumbo lịch bông thì bộ này bên mình đang bán với giá là 70k một cặp nha anh em. 70k một cặp Dumbo Retail đi bông, hai tay bơi nhìn này, ở dưới có hai cục râu, nó đẹp luôn. Đó, bộ này đang bán với giá 70k một cặp nha. Đó, size này cũng gần 2 tháng rưỡi nha. Đó, size còn nó tơ, thì anh em mua những cặp cá tơ về làm giống thì nó sẽ khỏe hơn những cặp cá già. Đó, thì bên mình ship toàn quốc nha, tận nơi nha anh em. Đó, đợt này thì mình đơn mình đi 150 tới 200. Đó, cho anh em dễ mua. Rồi dòng tiếp theo thì dòng coi đen sọt xe thu nha. Coi đen sọt xe thu là có nghĩa là con coi đen này, đó, nhìn cái bụng nó sẽ xuyên thấu. Đó, thấy bộ trứng, bụng trứng, bụng ruột ở trong người con của nó luôn nha. Đó, xe thu. Thì bộ này mình đang bán với giá là 40k một cặp nha anh em. 40k một cặp. Đó, coi đen sọt xe thu, đó, xuyên thấu nha. Đó, nhìn có thể nhìn thấy bộ ruột rồi bụng trứng của nó luôn. Đó, nhìn rất đẹp luôn. Đó, mình đang bán với giá là 40k nha. Đó thì anh em mua thì mình có để số điện thoại và số Zalo bên góc màn hình đó, anh em kích vào mua nha. Đó, thôi video mình cũng xin kết thúc tại đây. Các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký đồng hồ kênh nha anh em. Đó, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong các video tới nha.